Shop hàng nhiệt nội địa. Xin chào các bác, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2020. Để em có test cái chiếc máy rửa bát Panasonic NPTR5 để trước khi giao cho bác khách hàng. Để tất cả các cái máy mà em gửi đi thì đều là phải để test kỹ, ok cẩn thận cho các bác khách hàng. Để bây giờ em đang test máy rửa rất là ok, phun nước mạnh đây bên trong các bác nhé. Tất cả máy gửi đi đều phải test các bác nhé, đều test sử dụng ok hết thì mới gửi đi được. Các chức năng hoạt động hoàn hảo, các chương trình sẽ sử dụng hết. Đấy, hiện tại thì con này em bán là 7 triệu con tiền là 5. Vẫn còn một vài các model khác nữa. Con nào có nhu cầu mua máy rửa bát thì nhà em cung cấp rất là nhiều máy rửa bát trên thị trường. Giá cả hợp lý, bảo hành 6 tháng cho các bác. Ngoài thời gian bảo hành ra, vấn đề gì giúp được các bác thì sẽ giúp rất là nhiệt tình. Cho nên các bác yên tâm sử dụng. Máy rửa bát Nhật thì nó rất là lành thôi, gần như không có bệnh tật gì cả. Rất là lành các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ em. Cảm ơn các bác. Thank you.